Người đàn ông này cùng bạn tình mây mưa trước gương mà không phát hiện ra, bạn gái đã ở phía sau chứng kiến tất cả. Đôi mắt của cô mở to, làm thế nào cũng không dám tin, người đàn ông trong mắt đã làm ra chuyện bẩn thỉu như vậy sau lưng mình. Đột nhiên tim cô đau nhói, nước mắt chảy dài, nhưng cô bị kẹt trong một mật thất không thoát ra được. Cô chỉ có thể mở to mắt ra mà nhìn, để trừng phạt hắn, cô âm thầm thề, nhất định sẽ trốn khỏi nơi này. Sau đó cô mở cái lon đã hết hạn 10 năm ra. Mặc dù mùi thối rất hăng, nhưng vẫn vốc một nắm nhét vào miệng, không ngờ mùi chua bỗng sộc thẳng vào cổ họng, khiến Moddy nghẹn ngào và nôn ói liên tục. Cô vội che miệng đi tới bồn rửa, nhưng tôi vừa vặn vòi nước thì thấy ngay cả nước cũng có lẫn rỉ sét, mùi rất tanh. Moddy nhìn mà dâng lên một trận tẩm, nhưng sau đó cô vẫn đến gần bể bơi, vốc nước bẩn và cho vào miệng, không bận tâm đến mùi nước rỉ chút nào. Qua một hồi lâu mới lấy lại được chút sức lực. Sắp kết hôn, Moddy muốn thử độ trung thành của đối phương nên mới vô tình mắc kẹt trong căn phòng bí mật kỳ lạ này. Xung quanh tường dày cồm cộp, ngay cả gương cũng có khả năng tách âm và chống cháy nổ. Cho dù Moddy có phá thế nào, bên ngoài vẫn không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Muốn trốn ra ngoài khó như leo lên trời, nhưng đúng lúc này một vết nứt dưới tường khiến cô chú ý. Cô lấy gậy gỗ gõ vào đó, bên trong là rỗng ruột, thế là cô dùng chiếc chìa khóa để khoét rỗng từng chút một. Không lâu sau, một lỗ nhỏ được khoét trên tường, muốn xuyên qua nó cũng không khó. Moddy cởi áo khoác ngoài ra, niềm tin lập tức tăng lên, cô đẩy nhanh tốc độ. Không ngờ đúng lúc cô đang vui mừng, bên trong có một âm thanh vang lên, cô có chút chột dạ. Cô vội vàng dùng ngón tay chọc vào nó, không ngờ lại thấy giữa bức tường mềm mại là một tấm thép dày bị chôn vùi, nếu không có dụng cụ chuyên nghiệp thì không thể mở nó ra được. Cô ngay lập tức tuyệt vọng, đột nhiên sự hăng hái ban nãy cũng biến mất, không còn cách nào. Cô mở tủ hồ sơ cũ, bên trong có đầy đủ các bản vẽ kỹ thuật, cô lấy nó ra và xem xét một cách cẩn thận, mong tìm được lối thoát. Không ngờ vào lúc này, bạn trai cô đã đến bể bơi, ăn mặc đẹp đẽ, dường như sắp đi hẹn hò, hoàn toàn quên mất bản thân mình, một kẻ khốn nạn. Trong cơn tức giận, cô đá mạnh vào ống tẩu. Không ngờ cùng lúc đó, có một gợn sóng ở hồ bơi bên ngoài. Moddy hình như hiểu ra gì đó, cô vội vàng nhặt thanh gỗ trên mặt đất ném vào đường ống, rồi hét lên thật lớn, hy vọng bạn trai có thể nhìn thấy. Tuy nhiên hoàn toàn ngược lại, bên ngoài không hề có âm thanh nào. Bất chi bất giác bạn trai cô rời đi. Ngày hôm sau, bạn thân cô tới bồn rửa, Moddy nhanh chóng hét xuống bể bơi bên trong. Không ngờ bạn thân của cô ở gần bể bơi, dường như nghe thấy gì. Moddy hét lên, nhưng âm thanh bên đó vô cùng yếu ớt, bạn cô cũng không nghĩ nhiều. Tuy nhiên lúc cô đang tắm, những gợn sóng lại xuất hiện trong bồn, khiến cô phát hiện ra có chút bất thường. Vô tình cô có cảm giác hình như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô. Thế là cô mặc quần áo và muốn nghỉ ngơi. Tuy nhiên cô lại nhặt được chiếc chìa khóa trong lọ hoa. Một loạt sự kiện khiến cô có chút cảnh giác, chắc chắn còn có người khác đang trốn trong phòng. Thế là cô xả nước lấp đầy hồ bơi, cố gắng nói chuyện với người trong căn phòng bí mật kia. Khi nước sao động, hai người thiết lập một cuộc đối thoại đặc biệt. Sau đó bạn Moddy bắt đầu hỏi ai ở bên trong, họ có phải là bạn không. Không ngờ gợn sóng lại trở nên dữ dội hơn, điều này khiến cô càng thêm tin chắc có người ở đây và bị mắc kẹt. Sau đó cô nhanh chóng tìm lối vào căn hầm, nhưng tìm hết cả một vòng mới thấy chiếc gương này. Cô tiến tới phía trước và mò mẫm lên xuống, gương được lắp đặt rất chắc chắn, căn bản không thể nào lôi ra được. Thế là cô lại nhìn chằm chằm vào tủ sách bên cạnh, cô lật tung tất cả sách ra và phát hiện ra đằng sau giá sách có thể di chuyển được. Cô đẩy mở vách ngăn, quả nhiên bên trong có một lỗ khóa. Sau đó cô nhét chìa khóa vào. Moddy đang mừng mình sắp có thể thoát, trong lòng âm thầm chờ đợi, nhưng giây sau bạn thân của cô không vặn chìa khóa mà rút ra. Hóa ra cô cũng yêu tên cặn bã này, để có thể vĩnh viễn ở bên hắn, cô ta quyết định nhốt chết Moddy còn sống bên trong. Bị cả bạn thân và bạn trai phản bội, Moddy vô cùng tức giận, cô vô cùng ước mình có thể xông ra giết chết cả đôi nam nữ này. Nhưng không lâu sau, ảnh chụp gã khốn kia lăng loàn truyền đến tay, thấy gã vô cùng khốn kiếp như thế, cô liền quyết định thả bạn mình ra. Thế là cô bí mật mở căn hầm đó, rồi nhẹ nhàng bước vào trong, nhưng bên trong nó đã mục nát rồi, mùi hôi thối cứ kéo tới bất tận. Qua góc tường, cuối cùng cô thấy một người phụ nữ đang nằm trên giường, nhưng không có động tĩnh gì. Cô cẩn thận bước tới, kiểm tra xem đối phương thực sự đã chết chưa. Không ngờ vào lúc này, Moddy thuật mở mắt, cô nhặt cái chai lên và đánh ả ta bất tỉnh, sau đó nhặt chìa khóa lên, chạy ra khỏi căn phòng bí mật. Hóa ra Moddy chưa chết, cô chỉ là đang chờ ả ta trúng bẫy mà thôi. Sau khi trải qua giày vò, cô trực tiếp đóng cửa căn phòng bí mật, nhìn vào gương mặt hốc hác, cô biết mình sống lại rồi. Cô biết mình không thể tin vào tên khốn cặn bã ấy nữa. Một trận chua xót trào dâng trong lòng cô, nhìn bức ảnh trên giường, đối với hắn cô đã không còn gì lưu luyến nữa.